chuyển sang những thông tin khác, không ít cán bộ không sát dân, xa dân, nhung nhiễu tiêu cực, mất uy tín với nhân dân. Nếu mất dân là mất tất cả. Nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận cũng không có sức thuyết phục. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ điều này tại hội nghị tổng kết công tác dân vận diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Năm 2018, Ban dân vận Trung ương xác định chủ đề công tác là năm dân vận chính quyền nhằm thúc đẩy tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Đồng tình với chủ đề năm dân vận chính quyền, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: phải phải Lựa chọn này có ý nghĩa quan trọng bởi trước hết các cơ quan nhà nước, các cán bộ công chức phải lan lộn cùng các cán bộ dân vận nắm dân, nắm cơ sở, chống nguy cơ rất lớn là bệnh quan liêu, bệnh xa dân. Từ ý nghĩa sâu xa đó, Thủ tướng đánh giá công tác dân vận vẫn chưa kịp thời chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng nhân dân, chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng trong tình hình mới. Các bệnh quan liêu xa dân trong hệ thống chúng ta cũng còn lớn. Tôi nói kể cả các cấp chính quyền, kể cả cấp quỹ, kể cả một bộ phận của của những người làm tác giả vận. Cho nên việc chưa nắm dân, chưa đối thoại, chưa giải đáp, chưa giải thích với nhân dân một cách đầy đủ cũng là một nguyên nhân mà nói tình hình tồn tại bất cập hiện nay trong vấn đề quan hệ giữa đảng, chính quyền và nhân dân. Không thể về những nhiệm vụ của năm 2018, thủ tướng cho biết chính phủ đã xác định phương châm hành động 10 chữ kỳ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả cũng là để thực hiện chủ đề năm dân vận chính quyền. Thủ tướng yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này, có kế hoạch cụ thể triển khai, khắc phục cho được bệnh qua liêu, xa dân trên nóng, dưới lạnh. Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thủ tướng đề nghị công tác dân vận phải lo từ xa, từ sớm, không phải đợi đến lúc cháy nhà, chết người mới vào cuộc. Mỗi cán bộ công chức phải có trách nhiệm nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Dân tới phải có nước uống, có chỗ ngồi, hướng dẫn các dân thực hiện việc này, việc khác chứ không phải cán bộ khác dân khác coi thường nhân dân có những ông chủ tịch quyền thấy dân là đập phóng xe chạy để khác thế có cái chuyện này tôi đã nói rất nhiều lần cái này rồi đấy có tình trạng cái này đấy làm dân tin trong gì nói ít làm nhiều rất quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng cái bệnh hình thức cái bệnh nói cái điều đó mới làm này cũng đang là vấn đề mà chúng ta cần phải được xử lý giải quyết đối với cán bộ đảng viên của chúng ta Ngoài các nhiệm vụ này, Thủ tướng chỉ rõ, nhiệm vụ rất quan trọng của chính quyền các cấp là chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước, không để chênh lệch giàu nghèo quá mức, nhất là tình trạng nghèo cùng cực. Theo Thủ tướng, nếu không chăm lo một cách cụ thể, chú đáo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân cũng không có sức thuyết phục